Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Mình là Hoàng đây. Và vừa rồi thì có một anh khách vừa mới gọi điện cho chúng mình. Anh ấy thì list hết đồ rồi, tất cả những đồ gì mà anh muốn. Và anh ấy bây giờ thì mình chỉ cần vào kho lấy đồ và lấy lắp thôi. Thì cái bộ máy này chỉ có 50 triệu, thế mà có cả vỏ cây 10 triệu này, bộ đi nước 15 triệu này. Và ui dồi ôi, thế này cùng xem nó như nào nhá. À, nói trước thì cái bộ này chỉ có i5-12 này, thế hệ thứ 12 và cả cạc RTX 2060. Nhưng mà cùng xem nó có đẹp, nó có xịn sò và nó có là sành điệu không nhá. Think about the times you let me go. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find a way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find a way to you. Bộ máy này thì đã hoàn thiện đến 99% rồi, còn đúng 1% còn lại là bơm nước thôi. Nhưng mà ui, anh khách vừa mới gọi điện này. Alo, bạn Hoàng Gold đây phải không ạ? Đấy, thì anh ấy bảo là thấy bên 3060 bên chúng mình giảm giá tương đối, thế là anh ấy muốn đổi lên 3060. Thế nên bây giờ mình sẽ gọi là tháo chiếc 2060 này ra, đem qua kỹ thuật kiểm tra. Và may quá, anh khách vừa mới mua được có dưới 5 ngày, thế nên là bên chúng mình chỉ gọi là giảm 10% giá trị thôi, chứ không mà 10 ngày nữa mà qua thì có mà cháy anh ạ. Thôi bây giờ mình cũng đổi nhá. Ok, vậy thì bộ máy của khách chúng ta đã hoàn thành xong rồi, đã đi nước, đã đổi cạc, đã đi dây tất cả kiểu rồi và sáng hoạt động đầy đủ. Bây giờ thì mình với cả anh Tuấn Anh sẽ cùng gọi là bê tất cả đồng đồ này đi và ship đến tận nhà anh khách lắp đặt tại đó nhá. Ok, bộ máy thì đã được ship đến với anh khách rồi và nó đằng sau đây. Còn anh Tuấn Anh thì đang đứng đằng sau để cài driver đó. Lớn thế. Đấy, mọi người thể nhìn thấy rồi đấy. Thì dạ vâng, anh khách ra đây rồi. Thì liệu rằng em có thể hỏi là tại sao lúc đầu anh lựa đó chính là CPU i5 này 12400F và cảm hình RTX 2060 nhỉ? Thật ra thì ban đầu anh thì anh dùng rất là đơn giản, chủ yếu là phục vụ công việc, với lại anh cũng có livestream hàng ngày thì nó cũng sẽ không cần cấu hình nặng lắm, cho nên là anh chọn một cái cấu hình là như thế là vừa đủ dùng. Đó, thế nhưng mà tuy nhiên thì tự nhiên hôm nay anh lại thấy là bên Hà Nội Computer giảm giá về cái VGA, thế là anh tiện anh nâng cấp luôn lên, cái RTX 2GB. Anh cũng chả biết là bây giờ anh dùng để làm gì nữa, nhưng mà bởi vì nó giảm giá không thêm bao nhiêu cả. Vâng, đấy, đấy một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn, có ray tracing đời mới nhất luôn đó. Và em cảm thấy rằng là cái bộ máy này thực sự rất là đẹp. Thì sau khi mà ví dụ như là anh làm những công việc gì nhỉ, với những cái cấu hình như này ấy, ví dụ nếu mà anh không stream thì anh có chơi những tựa game gì nặng không? Thật ra anh chỉ có chơi hai game duy nhất thôi, đấy là LOL và AOE. Thì anh nghĩ chắc là cấu hình này chắc là đủ. Cấu hình này quá khủng để cho chơi hai tựa game nữa ạ. Thế thì anh cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm của là mua hàng và gọi là lắp đặt với bọn em nhỉ? Thật ra ban đầu khi mà anh đi ra Hà Nội Computer ấy là anh định mua mỗi bàn phím với chuột thôi. Đấy, sau đấy thì anh ra đấy xong anh hỏi các bạn ấy về mấy cái về máy tính thì các bạn ấy lại tư vấn cho anh.
sau rồi anh cũng tìm hiểu nhiều nơi thì thật ra về cái custom này không có nhiều bên làm, và anh thấy một Hà Nội Computer đang làm cái này rất là tốt. Thế là anh lựa chọn là anh sang Hà Nội Computer và anh build luôn cây từ đầu. Đúng là một sự lựa chọn cực kỳ là hoàn hảo. Rồi, nếu mà anh em ấy cảm thấy cái bộ máy tính này và anh khách chúng ta cực kỳ là đẹp trai, bộ máy tính cực kỳ là đẹp, thì hãy bấm like và subscribe nhá. Và thực sự rất là cảm ơn anh đã bên Hacom, qua bên Hacom chúng em để build bộ máy cực kỳ là đẹp như này. Rồi, thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye bye.